Đây anh em, lên hôm nay lên cho anh em một sợi dây Omega bọc vàng nha anh em. Thì sợi dây này còn rất rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Nói chung là sợi dây này theo quan điểm em từ đó giờ bán dây thì đánh giá nó khoảng 90% nha anh em. Đó, còn những dây mà em bán mà em nói 95-98% là anh em tự hiểu ha. Đó, đối với em thì nó là 90% nha, chưa nhão gì hết nha. Anh em nhìn cái độ cứng của dây nè. Với lại cái đầu này, đầu ôm mã số là 555 nha anh em. Đó, đầu ôm mã số 555 nè, thấy không? Thì cái đầu ôm này, mã số 555 này là vừa gắn thích hợp cho những con mà công tơi form 250 nha anh em. Bát quái đồ á, form 250 nha, chứ không phải bát quái cần gãy nha. Đó, size dây của nó là cái đầu dây này là 19 nè. Đó, anh em nào muốn mua về gắn Seamaster cũng được, nhưng mà chúng ta phải chịu cực là mài lại cái đầu này. Mài lại cái đầu này thì ra mấy anh em mà đánh bóng, mấy anh em mài, mấy anh em đem cái đồng hồ ra cái người ta mài vừa y cái đồng hồ của anh em luôn nha. Thì con này, dây này em đang giao lưu với giá là ít triệu nha anh em. Nói chung là ít triệu trên tiểu học nha. Anh em nào ưng thì cứ inbox cho em ha. Dây bọc vàng bây giờ rất là khó săn nha anh em. Anh em có con đồng hồ thì nên săn gấp, chứ để sau này rất là hiếm. Tại vì những cái sợi dây mà thập niên 60 bây giờ đâu còn sản xuất nữa đâu anh em. Giờ là chỉ còn những anh em mà chơi người ta bán ra thôi. Đó, mà những anh em mà những chú mà lớn tuổi á, là người ta săn về được là người ta cất tủ luôn. Đó. Rồi thì bữa giờ nhiều anh em cũng đặt hàng em lắm mà lâu lâu mới về, đừng sợ nha. Anh em ưng thì cứ inbox cho em ha.